Trong hoàng cung thời xưa, hoàng đế là người địa vị cao nhất, tiếp theo là thái hậu, hoàng hậu, các hoàng tử, công chúa. Một người không tước hiệu, rất ít được nhắc đến trong lịch sử nhưng có vai trò quan trọng với các vị hoàng đế, công chúa. Đó chính là vú nuôi. Hoàng tử sinh ra thường không ở cùng mẹ ruột, vì hoàng đế sợ rằng những đứa con của mình khi ở cùng mẹ ruột sẽ có tính cách yếu đuối do được nuông chiều, khó làm được việc lớn. Ngoài ra, nếu mối quan hệ giữa mẹ và con quá bền chặt, thân thiết, khi đứa trẻ đó trở thành hoàng đế lúc nhỏ, người mẹ có dã tâm thao túng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình vận mệnh đất nước. Các vú nuôi sẽ chăm sóc các vị hoàng tử hàng ngày. Vú nuôi có thể xuất thân từ hoàng tộc hoặc được tìm trong số những người vừa mới sinh con, nhiều sữa. Sau này hoàng tử nào may mắn trở thành hoàng đế thì vú nuôi của họ có địa vị đặc biệt cao. Vú nuôi trong cung tuy không có danh phận, nhưng địa vị của họ cao quý giống như mama tổng quản theo hầu thái hậu. Hoàng đế luôn coi trọng vú nuôi vì đó là người từng nuôi dưỡng họ. Hoàng đế cũng sợ bị mang tiếng là vô lương tâm nếu không đối đãi tốt với vú nuôi. Vì vậy, hoàng đế luôn cố gắng chăm sóc, quan tâm đến gia đình vú nuôi, tìm cách tốt nhất để báo đáp và không dám đắc tội với họ.